nhân, nơi ta biết nồng nàn những con mắt thù hận, cho ta đời lạnh căm những mắt biết cỏ non, xanh cây trái địa đàng những con mắt bạc tình, cháy tan ngày thần tiên. Ngày ra đi với gió, ta nghe tình đổi mùa, rừng đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u. Trên quê hương còn lại, ta đi qua nửa đời, chưa thấy được ngày vui. Đường trần rơi khăn gói, mai kia chào cuộc đời, nghìn trùng con gió bay. Những con mắt trần gian, xin nguôi vết nhục nhằn. Những con mắt muộn phiền, xin cấy lại niềm tin. Những con mắt cuồng thâm, xin tươi sáng một lần, cho con mắt người tình ấm như lời hỏi. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh căm, những mắt biết cỏ non, xanh cây trái địa đàng, những con mắt bạc tình, cháy tan ngày thần tiên. Với gió ta nghe tình đổi mùa, dần đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u. Trên quê hương còn lại, ta đi qua nửa đời, chưa thấy được ngày vui. Đường trần rơi khăn gói, mãi kia chào cuộc đời. Ngoài trời chắc chỉ có mười mấy độ thôi, nhưng mà sau khi bê một loạt những cái cặp loa thùng cột to như thế này mà set up xong thì em cũng đã phải cởi áo khoác ra các bạn. Đây là hệ thống mà rất là nhiều bác sẽ thích sau khi xem video này. Các bác đã thấy Thanh Tâm Audio đã kê và bày biện một trong những cái hệ thống nghe nhìn rất là đẹp đến từ Lick Stereo của anh và Monitor Audio cũng của anh. Ngày hôm nay thì em đã thay đổi toàn bộ cái cơ cấu, cái khung bày biện những dàn âm thanh mini cũng như những cặp loa Buxell bằng hai cặp loa cây đến từ Monitor Audio, cặp Silver 300 và cặp Silver 500. Combo phối ghép ngày hôm nay muốn gửi tới các bác là Lick Stereo 130 với Monitor Audio Silver 500 7G. Xin mời các bác cùng tham khảo về cấu hình combo này. Bộ này thì sẽ có mức giá là 65 triệu các bác nhé. Bác nào mua bộ này thì sẽ có mức giá là 65 triệu. Và các bác về chỉ việc cắm và nghe thôi, không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào. Em sẽ tặng dây đồng trục và dây loa cho các bác. Đây là một trong những hệ thống cao cấp của dòng âm thanh, loa cột cũng như là ampli số được hai thương hiệu Lick cũng như Monitor mới tung ra thị trường gần đây. Và đặc biệt với hệ thống này thì các bác có thể bày biện ở trong không gian của các bác rất là đẹp với nội thất màu gỗ walnut các bác nhé. Đây là nhân vật chính của chúng ta, ampli Lick Stereo 130. Còn đây là chiếc CDT của Lick. CDT của Lick là dạng CD transport, là một trong những dạng CD mà có cái chất âm rất là hay, tại vì nó là một chiếc CD transport truyền tín hiệu digital qua cho con ampli này giải mã. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái thiết kế của Lick Stereo 130. Sau 45 năm họ hồi sinh cái dòng ampli này, vẫn có một cái thiết kế rất là classic với những núm vặn điều hướng hoài cổ, hai màu sắc, màu xám, màu bạc và màu đen.
Ngoài ra thì với cái phiên bản Nick Stereo 130 này, khi họ tung ra thị trường thì họ sẽ có cái phiên bản không có vỏ gỗ. Còn đây là phiên bản của Thanh Tâm Audio là phiên bản có vỏ gỗ, nó sẽ đắt hơn các bác nha. Và các bác có thể nhìn thấy cái độ hoàn thiện của vỏ gỗ này, rất là đẹp. Đó. Con ampli này thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều đường chơi như là Bluetooth này, USB này, Optical 1 và 2, Coaxial, AUX1, AUX2 và Phono. Hàng new đấy các bác nhé, không phải hàng cũ đâu, nó thiết kế ngoài cổ thôi. Đây là phía sau của máy, thì các bác sẽ có ngõ vào của đĩa than này, ngõ AUX với hai đường, ngõ Bre ra bộ khác này, cầu loa bắp chuối này, ngõ đồng trục một ngõ này, quang một ngõ này, ao nhé. Còn đường vào thì sẽ hai đồng, hai quang một đồng trục, một USB từ máy tính. Còn đây là chiếc Lex CDT, các bác có thể nhìn cái vân gỗ này, không chê được, cực đẹp luôn. Lex CDT, cửa đĩa dạng nuốt, hỗ trợ USB đọc flash wireless. Bộ này thì em cũng đã lắp rất là nhiều rồi ở Hải Phòng cũng như Hà Đông. Phía sau của Lex CDT đây, chúng ta sẽ xuất âm theo dạng Coaxial hoặc Optical. Đều là hàng mới, chính hãng hết, new hết, nhập khẩu chính hãng bởi Nguyễn Audio. Còn về phần cặp loa monitor Silver 500, bên cạnh bên tay phải đây là cặp 300 các bác nhé. Và các bác nhìn kích thước của nó sẽ khác nhau. Trước đây thì bên em còn có cả cặp 100 nữa cơ, nhưng mà em đã bàn giao cho khách rồi. Cặp 500 này thì sẽ có cái chiều cao cao hơn cặp 300. Và cái kích thước cũng rộng hơn, bass 20cm các bác nhé. Cũng 4 đường tiếng, 2 bass, 1 trung, 1 chép. Trung chép thì được làm giống nhau, nhưng mà bass thì sẽ được đường kính to hơn. Và cũng giống nhau ở phần chân, chân của loa thì cũng có đinh tiêu âm. Màu gỗ cực đẹp luôn, các bác có thể nhìn dưới ánh điện này. Đó, những cái hoa văn tuổi thọ của gỗ người ta làm rất là đẹp. Công nghệ loa Sikam độc quyền của Monitor. Và các bác nhìn thấy sự đồng điệu về vỏ gỗ của Lex cũng như là Monitor rất là đẹp. Bộ này thì sẽ có mức giá bán là 65 triệu complete, tặng dây loa, tặng cáp đồng trục đầy đủ hết. Và với 65 triệu thì khi các bác đi mua dàn âm thanh bãi mà một bộ nghe cho gia đình thì đối với cái tầm cỏ thì em không dám chia sẻ, nhưng mà nếu mà nghe cao cấp một chút thì các bác mới mua được một cặp loa JBL L65 Dubai khoảng đấy, khoảng 65 triệu. Nhưng mà với cái hàng mới thì các bác có ngay combo Lex Stereo và monitor audio. 2 bass 20, 1 trung đường kính 5cm, 1 chép đôm đường kính 2,5. Chơi phòng khoảng 5-60m vẫn thoải mái các bác nhá, vẫn thoải mái. Và đặc biệt là ampli này là có luôn DAC, không phải mua thêm DAC nữa. Và sau khi xem video này thì các bác thấy cái bộ này nó thực sự phù hợp với cái nội thất nhà các bác thì hãy alo ngay tới số hotline của Thanh Tâm. Bộ này là hàng mới các bạn. Và nếu mà bộ này mà bán ở Hà Nội thì rất là nhàn, còn nếu mà bán đi tỉnh thì rất là mệt, tại vì là đóng thùng bộ này mà gửi đi được thì rất là to các bác nhá. Cặp loa cột thùng to lắm. Bây giờ chúng ta sẽ test thêm một bản nhạc nữa trên cái bộ này đi. Đây cũng là một sự lựa chọn cho các bác chơi Tết năm 2022 đây. Trời đẹp sáng như em với anh. Đại người yêu em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu trong thẳm vì em ra đi trước anh. Đại người yêu khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã gửi cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thơ có biết trái tim này, còn ta khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bạn. Oh, yeah.
để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng khóc nữa khi con tim không còn say, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ. Có bản bolero nào không để test cho các cụ nghe một chút. Tại vì chúng ta thì hay yêu thích cái dòng nhạc trữ tình ở Việt Nam. Đừng quên em. Thôi mời các bác nghe bản một bản rất là hay của Quang Dũng. Trước đây thì em cũng đã có giới thiệu Lick Stereo với Wafedan 85 Linton với cái combo setup sẵn mà các bác không phải mất nhiều chi phí để chi trả cho những cái bài học mà khi các bác đi mua hàng về phối ghép nâng cấp cho nó phù hợp.
Thì với những cái món ăn sẵn như này thì em hy vọng rằng sẽ có rất là nhiều khách hàng mà không có tìm hiểu nhiều về âm thanh và muốn có một cái bộ âm thanh để nghe trong gia đình chọn bộ nó chuẩn chỉ nhất, thì Thanh Tâm Audio cũng đã set up sẵn và thấy rất là phù hợp cho các bác. Bác nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của Thanh Tâm theo hai đầu số, đó là 0866629999 hoặc là 0384333789 để được tư vấn một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.